có cái mũi thanh long cho các bạn. Còn này là Israel yellow. Wow. Là trái. The video. Yeah. Cha ghé thăm vườn. Cái flavor nó khác. Really? So cherry đi chị ta. Này chị mời ăn cherry được tiên gặp cho thăm. Ấy đang ở trên video. Hay là đang
trễ. Thấy chưa? Không nhận ra đó. Không nhận ra đó. Bây giờ biết trình diễn rồi đó, thấy không? Chị cắt ngắn lên mới trình diễn. Đúng rồi. Để dài thì không có trình diễn mà để ngắn thì phải trình diễn. Để dài là cứ ngồi nghe thằng Hoàng. Chứ không cần để ngắn không trình diễn, người ta tưởng là như là something else. Thì ở ngoài gặp sơ qua chắc nhận ra. Em có trái cây chứ ngoài khi mà tới mà có mận này có thế mà nó nhìn đẹp lắm. Khế bây giờ mới có. Tôi cứ nhìn trên YouTube của ngoài đó, trời ơi, tới nhà chú. Ba tuần nó có không? Ba tuần nó có không? Tại ba tuần có nói với David lên TV á, không biết là David có cầu ban được cái gì không? Dạ ba tuần có, ba tuần có thế với mận. Tại ba tuần đó, mình xem đây. Chúng ta chắc xin mình chạy từ Mỹ khác uống ăn trái cây Việt Nam để uống rượu đế. Tôi biết là đến việc có cái này nữa, cái này có. Ở thì whatever, tới lúc mình tính, Đến lên là cái này là live show luôn. Như là không phải nó quay như là tới tiệm mình. Mình tới cái station nó live luôn. Tôi không biết là hốt tôi có mà để mình cầm được cái bữa nó có chắc chắn là có mặn nè, mặn khoảng 2 tuần nữa. Chanh leo có tại vì mình cũng muốn làm cái mình dùng chanh leo á, đi dùng để sâu nếu mà tươi nó ngon thôi, nhưng mà cái bối chanh gọi là cái này ở đây người ta không có. Không ai cầm đâu có. Nên cái sầu riêng bỏ cầm đây không có. Cái cherry có thì... Cái chanh số 8 là cái lá nó giống như số 8 nó gần giống như hình số 8 nhưng mà người tan lá không có bằng cái. Nó rất là thơm, để em phục biệt mà. Với nấu gà. Cái đó thì đó là... Anh tỏ cái chanh đấy bên đây nè. Cái số 8 không? Số 8 là cầm phần Thái Lan thì đó. Có đi ra đây chưa? Lại đây nè. Chưa. Đi. Thực chanh không hướng này hả? Không phải chị, mình có tận dụng nhỏ hơn như thế này thì chị có đi Ấn Độ nè. Cam quýt. Nào nó chịu cái uống thì khác cái cây đó. Cam quýt như thế. Cái bọc này này chúng ta. Mà muốn mua mấy cây này là mua bán này là chị cầm. Ai mua, anh mua là ai mua. Thì cũng người đến biết chứ. Nếu ai thích, cái này cầm để mình chơi. Nếu mà ai thích thì dù quen biết á. Có duyên giống như chị thích, cây này kia nhờ tân đổ nè. Cũng có đồng giấy vậy. Nó cái này, nó nhỏ thân gỗ mà mốt có cái được lệ ra. Trái gì nghe tên là hả? Nho mà nho thân gỗ lạ vậy. Còn cái này cái nhỏ ổi tím. Còn cái ổi xá lị. Ổi xá lị đằng kia. Ổi ngọc hoàng, ổi ngọc đế, ổi xá lị. Chị trồng mấy cây chị ăn quanh năm như cây này. Không để chặt người. Nó tái lê lị. Đâu. Nó cho chỉ biết bằng. Trời ơi. Đây nè cái cây tắc chị nói chị bước lên. Đây nè ổi xá lị chị muốn là cây này, ổi xá lị đây. Cái cây này bonsai luôn rồi. Để ra ra bông.
sao lại vào cái ổ biết hoàng đế là cái này có cái nếu mà nói mà chúng tôi rành về cái trái cây Việt Nam là dạng này đó. Đây này chị có về chị về chị ngắt hết lá đi họ bảo để cho nó ra bông chị đi mua xuân thì chị ngắt vô đó nó không có ra nó bảo hay là phải tết hay cái gì nó mới ra tết rồi ừ. Giờ này ra tết cái kiểu cái ổi trái tim ổi này ổi lai ổi tím mà lai còn quá mà nó ruột nó tím á nó tím riệm luôn bông nó tím luôn rồi cả ông hay tím luôn bông tím tím thân nó cũng tím rồi mình chưa biết mình mà được đó là cây này cái quýt quýt đường nó ra trái vậy chứ thấy nó mét mét vậy chứ nó ra trái lại ra con này lại thơm lắm nó chuyện tròn như vậy nè cắt hết rồi đấy bây giờ nó cứ cái này lại thơm lắm cây nguyệt quế còn cây ngọc lan có biết ngọc lan không cái ngọc lan. Đó, ngọc lan thơm lắm. Ngọc lan là cái gì? Cái hoa. Cái tên hoa. Ngọc lan kìa. À. Nó có nó làm thì thường nó nở về đêm á. Bữa nào nó mới ra hoa. Thì có hoa rồi nó cho. Ồ vậy à, thơm lắm. Thì ra hoa cho biết mình là cái từ đó. Thì nó hoa nó. Ồ vậy à, nó cái bộ... Ngọc lan đó, nó được xếp hạng đó nha. Ồ vậy à, xếp hạng. Quỳnh cái mùa ra mùa nó là nó dịu, nó cũng nó nằm một cái. Ồ vậy à. Nó có một loài là cái hoa hoa. Nguyệt quế. Đây nè, đây nè, hoa nè. Ở bè. Ồ, oh, ok. Thử ra, thử ra, thử ra. Thử ra. Ồ, nó giống cũng giống quỳnh nha. Thử ra. Ồ, thử. Còn này, còn này nữa nè. Đúng nhiều lắm. Thằng này nè anh. Thằng này nè. Thằng này gì? Thằng này là nguyệt quế. Thử quế. Thử ra. Thằng này nè. Wow. Cái nó bông nào mà nó ấy á. Tươi tươi á, còn tươi tươi á. Đó, cái đó thử. Cái này người quế. Thôi thằng Ngọc Lan lên cái tiếng Ngọc Lan á. Ngọc Lan nhẹ hơn. Ngọc Lan này cũng dữ lắm nè. Anh này dạ lý hương. Dạ lý hương. Dạ lý hương thì nó sang nó cũng cùng nữ á. Cái cây này cái mùi nó làm như là của nữ xài. Ơ vậy à. Dạ, mình là như là cái nước thơm á, nước thơm là của phụ nữ. nhìn giống nhau nhưng mà ăn thì khác nhau.
Nghĩa mấy người. Cha, chiếc này có lấy cây lấy gì không? À, thì cây ổi đó. Ổi. Ổi hình như con được mấy loại á. Lấy nhãn không? Dạ thôi anh, chắc là nhãn ở bên về trên nhà trồng không được đâu. Ổi thì may ra. Ổi cũng có hai loại. Ừ. Loại nào cũng ngon hết á, loại này ngon này. Loại này ngon. Loại này gọi là ổi, cái này là ổi hoàng đế. Cái này ổi tím Đài Loan. Ừ. Ổi ổi tím đắt hàng lắm. Mình lấy nguyên gốc luôn. Hai loại này. Cái nào cũng ngon đó. Kiếm cái gì như như vậy thôi. Để em ơi gửi đồ. Dạ sắc cái mít. Mít hả? Thôi thôi thôi. Dạ. Chắc em thấy như vậy là cảm ơn anh. Thì cái kia đó nó trồng trong chậu không được, và cái mít nó phải cần chậu lớn được để mang đi. Nước trà có ấy tặng trà cho cây. Chào khách ông. Cái này cha muốn làm gì cha làm, cái này đặc biệt lắm. Đấy. Xin viết cho em xuống cho con nó là cách gì để cho em nhớ, chứ bây giờ anh nói cho một ngày nữa là em quên hết. Cùng lắm về ba ta cố mà cái này là ba cố chứ không phải là về Canada. Về khen Canada là không được rồi. Sách tay nên máy bay lấy cho. Không thì mình phải gửi chứ. Người chết chết quả. Cách nào cũng hợp được. Anh này tiền sống thì bay nhanh mà. Thêm nước gì đó. Thêm nước. Bốn tiếng. Thôi thôi, từ đây là cho bay này kia là 3 tiếng rồi. Thở cái trường không là 1 tiếng. Thế là đi qua từ lúc lâu mà. Tại vì năm này thật sự mình hết giờ rồi anh ơi, thì xin lỗi chờ năm tới mình đã nhiều giờ. Tại vì năm này hết rồi em phải đi sớm thì bây giờ không phải đi đi sớm lấy trên đây để đi em cảm ơn cha. Cái nhà sang năm ghé khoảng 2-3 ngày cuối tuần là dạ dạ đứng đây đứng thật là hấp thuốc rồi. Mở Bolero lên nghe rồi uống Bolero già nữa không giờ có whisky Bolero. Dạ đúng rồi đúng rồi. Biết tôi cha mua mấy chai 6 chai. Dạ 6 chai Bolero. Wow. Uống Bolero. Thôi nhưng mà thì cảm ơn anh nhé. Dạ. Ok bây giờ còn một chai nữa không? Cha thông cần cắt xong nhà gì? Bây giờ mình là mình đi ăn thì hết cài quá. Đi ăn à? Đi ăn biết là ăn là đâu thì nghĩ lên Thanh Thanh đi. Nếu Thanh Thanh hay là nếu đi ăn lên Thanh Thanh hay là lên Bắc Đạt được không? Bắc Đạt là đóng cửa. Bắc Đạt ngon lắm, nhiều ngon. Đóng cửa là. Một ghé Thanh Thanh, hai ghé ABC. ABC không ăn là mình đó, mình kia đây. Được, xà lách thì được. Được, cái gì mà nó không có mùi. Nó cho mùi, tức là nó mất mùi. Wow. Nó không còn cái mùi nha. Nó mất mùi. Nó rất là mềm, cho nên nó mất mùi. Giờ bà đây em cũng thử rồi. Ăn thử là basil, thử nó mất cái mùi bị off. Đâu có được. Đâu có được, bị off. Còn nếp kia ăn mấy năm nay rồi đó. Mấy năm ở trên nhà đó. Bữa nào bà đi được, anh biết con đang đi với chồng không? Được.
Ok, rước từ đâu? Cái đó mình phải nói trên radio cho người ta biết. Thăng Long á, hai một con nick luôn mà giờ nó không thành công nữa. Cũng hai con nick luôn, Thăng Long hai con nó thì giờ ông anh này cũng là đã con lên sinh ra hai con nick rồi. Nhưng mà Thăng Long đó, lúc nào cũng là bên bà được phí khi ở du khách sự đó. Cái này nó một quan là Thăng Long. Mới đáng, very successful, rau sầm lá. Bào, bào mớt. Bào cảm thức, từ bào cảm thức quá. Spinach. Chị bữa nào thì nghề cái tắt cho có trái, chị nói cái tắt không có trái. Tắt với chanh là dễ nhất, hỏi mấy cái đó dễ trả lời đó. Mà sao nó không muốn ra trái? Từ bởi giờ nó hỏi cái đó, hỏi trên radio dễ trả lời đó. Đúng rồi, là nó dễ. Nó là đi ABC. ABC đi đây. Đúng nha, đi ra sơ. Đây nè, nhiều lắm. Tụi em đọc phân thì bao la luôn, từ bữa nào ghé đi cái này. Nhiều khi mình cũng phải cộng hai thứ lại, cái phần đất với phần này. Có khi cái đất của tôi tầm bậy rồi đó. Có thể. Tại tỏ bên đây đó, cũng đi mua rồi sao. Cũng đi mua đồ rẻ cho tôi á. Được chị đừng lo. Cá, cũng cây, cá cảnh, nhưng mà Thăng Long đó. Những cái chỗ này đưa cho nhiều hả? Nhiều loại, như là số 1 là Texas. Really? Good to know. Mấy cái đó phải đi đấy, mình chia sẻ. Thì nhông về. Còn nãy giờ nhắc nãy giờ. Ngồi chơi đây là bật lấu nha, mình về tới. Nhắc đi, đi đi ăn với chị. Nhắc đi ăn với chị nha, nữ là ABC. Không đi chơi, nữ là chuyện, nữ là ABC. Đi ABC hả? Mới đi, mới nói với David là cái mùng 5 tháng 7 là quan trọng lắm. Đóng thằng bài hả? Nói chừng với David rồi đó. Yes. Yes. Nâng, nâng, thôi đọc tin đây, chào anh cha, còn những bạn em này chào chúng ta ở trên trời, 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 chúng ta ở trên trời. Ngày mai cha về lại Canada. Dạ, ngày mai em bay về nhà bà cố. Ờ, về bà cố rồi. Rồi còn ngày 26 em mới là đi về Canada. Dạ. Dạ. Cẩn thận đó. Cái này kỳ, cái bắt đầu nó ra trái. Đây là bắt đầu là xuống luôn. Chết luôn. Chết luôn. Của con có một cây sung bonsai, một cây sung lớn. Cái bonsai này nó nằm cái cây mùi quế nãy đó. Những cây sung lớn, cây dung cao đó là cái gốc bự. Đó là hàng cây của Việt Nam. Cái gốc của em lúc đấy nó có bự như vậy à. Đấy, để cái kiểu này chính thức đó đó. Đó, thế là tự nhiên để chắc nó không đủ nắng hay gì đó. Không chiếc ra cho rồi sang năm cha ghé là có. Thôi cái này là bên Mỹ mà. Ở bên Canada nó không cho đâu. Ờ, không cho sách tay vô hả? Dạ, không cho đâu. Dạ. Cây là không cho. Dạ. Khó lắm Canada, cái pallet mình đưa vô cũng phải kiểm duyệt nữa. Dạ. Mà nó khó lắm. Dạ, mấy cái pallet mà bên Mỹ mình qua phải diệt, diệt mối, diệt trùng rồi mới đi. Đúng rồi, sợ bị... À, cũng vất vả lắm chứ ở ngoài cũng thì ở Houston thì hơi đỡ. Có một lần chồng ở bên nhà cũ mà đối diện là cái hồ trường ấy bắt chúng tránh đường xã mình nó lên nhiều lắm. Mình trẻ trên cây xuống cho bà con coi đó, là chứ mình không trẻ người ta nói mình không có bóng trái luôn. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Apple chỉ thôi không có đủ nắng. Dạ thì em trồng trong nhà nếu mà ra trái rồi là em cũng hạnh phúc rồi á. Đúng rồi. Bắt đầu là mình thay được rồi đó. Đấy. Thì thôi thì bây giờ chúng ta đi xin phép đi thôi nhá. Anh chị. Cảm ơn các chị nha. Ok. Dạ. Chào bác toán nha.